ngày 6 tháng 8 2023 chính thức là nhận cái xương. Chủ xe chỉ gửi lên cho em là phần xương và lốp số của xe neo này thôi nha các bạn. Thì sẽ tiến hành dọn mới lại, thì sẽ coi trong bao nhiêu lâu là sẽ thực hiện xong 100% xe này đó như thế nào. Rồi lật lên luôn đó, giờ bỏ đi làm đồng lại trước đã. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Đây là lốp số nè đó, chủ xe gửi cho em cái sườn lốp. Thì bước đầu tiên là phải vệ sinh sạch sẽ hết rồi bắt đầu mới tiến hành ráp đó. Mấy lốc này do nó cũ ghê lắm nha các bạn. Chào các bạn, lâu lâu tối thui rồi chút nha, không phải làm hiệu ứng hay gì đâu, nhưng mà do tiệt cơ các bạn. Phải chỉnh đèn pha xuống đi, để cho chiếu đất đèn chỉnh đèn có xuống đi. Có rồi. Thì em đang chuẩn bị quay những cái dàn đồ xe neo. Bây giờ tiệm em nó cúp điện do là tối thui vậy. Thì anh trai này dọn em hai xe neo. Một là cái xe neo đen lấy ánh sáng nó chói vô đầu hói của em nè. Và cái xe thứ hai là cái xe đen tối thui vậy, đang bày đồ ra. Thì cái xe này chỉ đưa cho em là sườn và lốp số. Bắt buộc luôn là em phải mua hết tất cả những phụ tùng zin mới để mà dựng lên cho ảnh, và theo xe cũng có. Bây giờ do nó cúp điện vậy á, thì em nói luôn, nó hơi tối một chút các bạn thông cảm em, nhưng mà em phải quay để em ráp. Dây điện sườn em đây mới nè. Dây điện sườn không thể xài dây điện sườn rim lùng 125 được, bắt buộc dây điện sườn của neo. Nhưng mà cái dây điện hộp bình ắc quy nè, hoặc là dây điện nguồn nè, làm xài cũ lại là bên xe neo đen á, em bỏ qua nha anh. Còn nè, môn sườn nè, sạc nè, IC Relader nè, là em xài của rim 125, là của anh gửi em á. Cần Thắng này ở đâu hả? Ủa, Cần Thắng ở đâu, tự nhiên Cần Thắng mới hả? Cần Thắng này là của anh gửi, nguyên cái kệ cái máy là của anh gửi, giờ đạp là của anh gửi, cần số là của anh gửi, quay cũng chi tiết vô một chút. Rồi, dàn áo mua mới. Cái dàn áo gì thấy vậy quan trọng lắm nha. Các bạn dọn neo á, giờ các bạn lo kiếm dàn áo trước đi. Có dàn áo các bạn mới dọn lên cái xe đời đó. Dàn áo neo có một số đời là hết sản xuất rồi đó. Phục trước nè, là lấy của xe neo đen, bỏ qua. Neo đỏ, đầm trước, đầm sau, má đầm trước, má đầm sau, lấy neo đen, bỏ qua neo đỏ. Thùng xăng mua mới thì có thể là em sẽ lấy thùng xăng này nè, em bỏ qua neo đen. Em lấy thùng xăng neo đen bỏ qua neo đỏ. Em nói vấn đề đó chủ xe hiểu hơn. Chống đứng thay mới, xi nhan được thay mới hết. Các bạn phải biết cái vấn đề là cái xe này nó không có cái gì hết đó, cho nên là bắt buộc phải mua mới. Bô này cũng mua mới, ổ khóa mua mới. Còn này là đèn hậu này nè, là cái đế này nè, là cái đế của xe neo đen. Em mua mica mới em thay vô cho tiết kiệm mình, cho hợp lý. Rồi thì giờ em quay sơn vậy. Còn á, khi mà dựng lên ra hình hài cái chiếc xe thì em sẽ xin phép á, là em sẽ bàn giao lại. Tới lúc đó các bạn ra ngoài ánh sáng đồ á, các bạn sẽ thấy rõ thêm là à, cái nào cũ cái nào mới, chi tiết rõ ràng hơn nữa. Cảm ơn các bạn nhiều, các bạn bỏ qua cho em vì sự bất tiện này. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, thì chủ xe đưa em là sườn lốp. Đây là lốp của xe đưa, em rửa sạch sẽ hết trong ra ngoài. Lốp này thì rửa bại xù luôn, lốp này tới ghê lắm, nó xấu hơn lốp kia rất là nhiều. Thì chủ xe này sẽ ghép nguyên máy 125 lên. Nhiệm vụ á là lấy cái lốp số này bỏ qua đây. Ở máy này chủ xe mua phụ tùng rời giống như là chủ xe đưa em ráp. Thì ráp lại, nếu mà không êm sao thì tại sao? Tại phần này, tại vì cái này là lốp số cũ, lưng mặt đèn cũ, ổ đạn dên cũ. Thì có hai điều muốn gửi tới chủ xe, một điều gửi tới chủ xe và một điều gửi tới khán giả xem kênh. Điều gửi tới chủ xe là cục máy đẹp bại luôn anh, đẹp ghê lắm, đẹp hơn cái cục máy trước anh gửi cho em luôn, rất là đẹp. Thì như là chưa chạy luôn á. Còn cái thứ hai gửi tới khán giả xem kênh á, anh em nào mà đang có một xe rim 125 chạy bị hú hoặc bị xào không dự ý, em làm được hết. Còn vụ trên những cái xe này nè, thấy vậy xét xuất mà nó thất bại vẫn có nha, chứ không phải là nhiều anh em tôn thờ đồ rim 125 rồi ráp lên là nó ấm nó êm này kia, không có đâu. Bởi vì do thằng này
đó, này anh trai mua đầu lòng rồi, rồi mua nửa cái bụng máy rồi đó, nhờ mình ráp. Nói chung xe đẹp lắm, cục máy này anh trai mua rất là đẹp, kêu là VIP lắm. Nè coi lưng bít tông không, cốt nhông tải mà chưa dơ luôn nè. Bình thường các bạn hay kiếm là cốt nhông tải thử là nó có mòn chưa đúng không, cổ này là em nói là nó có dơ chưa, nó ý là chưa có chạy luôn, nó chưa dơ các bạn. Này là người rã trước người ta rã đăng cấp á, người ta rã nữa bên đó. Rồi cảm ơn bạn nhiều, thì giờ em tiến hành em lắp vô vô. Rồi giờ em đang chạy thử xe phu trần heo đỏ dọn mới, thì mình coi thử thắng nè, dàn chân nè, tháng trước tháng sau bánh biết thuộc đồ nhâm sinh dĩ cả đụng gì không, cạch te có kêu không, về xử lý và bằng máy. Xe này thì em sẽ để phuộc riêng 125 luôn, không thay qua phuộc khác hơn. Rồi cảm ơn các bạn. Chào các bạn, mời camera cho các bạn coi toàn bộ phần khung sườn bên trong của chiếc xe này. Thì khi mà các bạn đưa cho mình 4 món sườn, lốc, biển số, các bạn xe dựng lại thì sẽ tốn rất nhiều chi tiết đó mà phục dựng nó lại. Và mình sẽ đi vô cụ thể luôn. Thì xe này mình tạm gọi là neo đỏ, cái xe kia mình tạm gọi là neo đen. Thì ở đây là sẽ minh bạch rõ ràng những cái nào giữ lại và những cái nào thay thế. Bởi vì cái xe neo đen á thì sẽ xài đồ 125 hết, thì đại khái các bạn cứ hiểu là mình sẽ lấy đồ cũ của neo đen bỏ qua neo đỏ này và dựng lại, nó cũng đỡ tiền rất là nhiều, giống như người chủ xe người ta có sẵn đó các bạn. Rồi thì bây giờ là mời các bạn đi vô phần ghi đông, cái nào cũ cái nào mới. Ở đây là ghi đông cũ nè, em hàn thêm cái gọng đầu đèn để giữ nó không rè. Các bạn thấy cái đế mica đồ của đồng hồ nè, em rửa ráy sạch sẽ dây điện đồ, em thay bóng đèn bóng đồ lại hết, những cái bóng đèn đồng hồ hôm nay là phải thay, đồng hồ này phải phục hồi lại. Cái cùm này em đem qua xe neo đen thì mua cùm mới cho xe neo đỏ, tay thắng này mua mới, tấp tay này mua mới. Rồi dây km em mua mới, dây thắng em mua mới đó. Và khi mà các bạn dọn chiếc xe, các bạn nhớ là những cái cao su ác nồng nó cũ nó mục, các bạn thay mới giùm ta. Cần cái e dưới đây đó, em cũng mua cần cái e mới đó. Rồi sợ khỉ này á là của neo đen, ổ khóa mua mới, chẳng ba phuộc trước này của neo đen, phải đem con chẳng ba lại thay chén cổ lại, kèn mua kèn mới, dây điện sườn mua bộ dây điện sườn mới. Rồi qua đây là gì, xe này vẫn giống neo đỏ, vẫn giống neo đen, là gì, vẫn đi full của máy 125. Thì cần một bộ bách sườn là gồm 3 cái móc, 4 cái móc, 4 cái móc và 2 cái khâu, 1, 2 khâu để gắn lên. Thì mời camera quay rõ giùm anh. Ở đây là boe rim 125 nè, bình xăng con 125 nè, chụp body này là của 125, dính vô dây cao áp và mua anh sườn của 125. Dây điện cục đề này là của rim lùng 125, dính trên cục đề là cục máy nè. Cái dây điện nguồn này á, là em xài cũ lại của xe neo đen nè, IC nè, mô bên sườn nè, chớp xi nhan nè, sạc nè, là tất cả là của rim 125, chỉ có chớp xi nhan này cũ trên xe neo đen kia em sàng qua. Rồi thì những sợi dây các bạn coi em kiếm được cái sợi dây rút này luôn, tại vì trên cái sườn gửi lên là nó không có dây rút gì giống zin đó. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi là mình sẽ hiểu được là hàng tay nó dọn xe tỉ mỉ tới cái nào. Dây điện sườn, dây mở khóa yên đó, dây mở khóa yên này thay mới, bởi vì dây mở khóa yên là xài trên neo đen. Bướm yên thay mới. Cái đế này á, dùng từ là đế đuôi đèn hậu sau là cũ neo đen, chỉ thay 3 cái chụp, 2 cái bóng xi nhan và cái đèn đuôi đó, thay 1, 2, 3 chụp cái bóng ở sau, bóng xịt tốp, 2 xi nhan đó, còn trong là cũ. Thùng xăng này là phải mua thùng xăng mới, bởi vì thùng xăng kia là gắn trên neo đen rồi, thùng xăng mua thùng xăng mới đổ đầy xăng luôn. Thùng hành lý là phải mua mới nè, hộp
cái nắp đậy thùng hành lý nè, đó là cũng phải mua mới nè, bởi vì không có, hai cái móc này cũng phải mua mới đó, bởi vì cũ ở trên neo đen nữa mục rồi, neo đen cũng thay cặp mới, xe này cũng thay cặp mới, bản lề yên này không có là phải mua cái bản lề yên mới nè đó. Còn cái yên này là cái yên của xe neo đen em làm để mút lại gia dinh đó. Mút này là mút trong yên mới của xe đen. Em nói những vấn đề này đối với các bạn có thể là nó hơi rắc rối nhưng mà người chủ xe người ta sẽ hiểu, bởi vì em đang bàn giao lại. Dây này thay mới là một trong những cái mà khó kiếm nè, ổ khóa thay mới nè, dây ga, dây thắng, dây km thay mới nè. Và quay qua đây các bạn mới thấy đẹp nè, là dây xăng thay mới nè, lọc xăng thay mới nè, cao su giữ IC này là của em bỏ vô. Trên xe này đâu có cao su giữ IC, cao su giữ IC bỏ qua bên kia rồi đó. Dây điện sườn này thay mới của em nè. Còn cái phần này là của chủ xe, là bầu hơi, dây hơi đồ là chủ xe đưa em đó, từ bộ xăng con. Các bạn thấy phần máy không, cái này em có đè thêm miếng keo được canh giữ lại cái tem này đó, rất là đẹp hơn. Còn đây nè, những cái bát này nè, đó là khi mà các bạn lên máy rim 105 các bạn phải làm những cái bát này, hoặc là quay y các bạn lên các bạn làm cũng cái bát này. Xe neo á, thì nó không cao su giữ quay về, nó có cái bát sắt ở trên cái mũi về đó, xài bát đó thì nó ok, nó không bị xúc ra ha. Cái xe quay 110 hồi xưa á, quay 2.4 đó, hoặc là quay S đó, nó sẽ có cái bầu khí thải bên này đó, ống hơi rồi bộ tục bô á, thì cái xe rim vậy thì nếu mà những cái xe nào có vậy á, cái máy đúng thì nó êm, nhưng mà khi mà các bạn lên ga các bạn sẽ nghe được cái tiếng của cái bộ đó nó đi đó, cho nên là nó hơi lách chách chứ nó không êm bằng những cái xe mà không có nha. Bộ tục bô nè, đây. Còn đây là full của máy 125. Tại sao xe này không gắn đầu đèn á, là làm dày full vàng áo này là mua hãng mới, nhưng mà chủ xe lựa chọn là thích màu đỏ nhiều, là mua vàng áo GT, mà vàng áo GT thì lại không có thắng đùm, vàng áo GT là thắng dĩ, cho nên là em phải mua một cái ốp đầu đèn thắng đùm đem sơn lại qua màu đỏ của neo GT 206 đó. Rồi thì đây là chi tiết bên trong, những món nào làm là em đã thông báo cho các bạn. Còn nè, ví dụ nè, gác chân này là của neo đen nè, thì em đem, em mà dọn mới phải như người ta đó, camera quay cái phần này rồi giùm anh đó. Ở trong lẫn bên ngoài nó đều mới, đều sạch sẽ hơn. Cái gắp này hiện tại em đang vẫn sử dụng lại gắp cũ nha, gắp cũ neo đen, gắp bọc xích của neo đen. Bọc xích là mua bọc xích mới, gắp là gắp cũ đó. Phuộc này là phuộc rim lùng 125 đó các bạn, là của chủ xe đưa em. Rồi quay ở đây, bọc xích này bọc xích mới nè, gắp cũ theo xe nè, kỹ càng, sườn bọng đồ làm đồng lại, sơn lại ngay ngắn nghiêm chỉnh hết, chống đứng đó. Rồi máy nổ thì thầm hơn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy giờ em tiến hành em ráp hết và em cho các bạn coi chỉnh chu xe này như thế nào.